Theo các bạn thì tình hình hiện tại giá của Bitcoin nó đang như thế nào ha? Ok, xin chào các bạn, lại là Huy đây. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về cái tình hình Bitcoin vào thời điểm hiện tại, cũng như là những cái tình hình data on-chain của Bitcoin ha. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để like, subscribe và nhớ comment phía bên dưới video này những cái ý kiến cũng như những câu hỏi của các bạn để mình có thể được hiểu hơn về những cái ý kiến của các bạn ha. Để không mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay. Thì đầu tiên chúng ta xem qua tình hình thị trường trước. Thì vốn hóa hiện tại thì nó đang giảm 3,2% trong ngày hôm nay, chỉ còn là hơn 1.300 tỷ đô thôi. Và thị trường hôm nay nó đang rất là đỏ ha, là giảm giá. Bitcoin thì 24 giờ qua giảm 2,6% và Ethereum thì giảm hơn gấp đôi luôn ha. Nó giảm 5,5%. Và Binance Coin cũng như vậy, hầu hết là những cái đồng coin nó đều giảm mạnh như vậy. Và bởi vì sao? Bởi vì là hiện tại thì nó sẽ rất là khác. Khi mà bình thường Bitcoin mà nó giảm thì những cái đồng coin top nó chỉ giảm, hầu hết là giảm ngang thôi. Nhưng hiện tại thì vốn hóa nó đang rút ra bớt. Vốn hóa của Bitcoin Coin nó đang rút ra bớt. Cho nên là cái đà giảm nó đang được giảm mạnh hơn ha. Ok, và chúng ta sẽ đến với lại cái là tình hình data on-chain. Thì data on-chain thì các cái số lượng Bitcoin reserve là Bitcoin được dự trữ trên các cái ví, tất cả các ví của sàn á, thì hiện tại nó đang có xu hướng là nó bắt đầu nó giảm trở lại rồi. Và khi mà cái đường màu đỏ nó giảm nè, thì đây, trong quá khứ thì khi cái đường màu đỏ nó giảm thì giá Bitcoin nó tăng rất là mạnh. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thấy được là hiện tại nó đang giảm, nhưng mà giảm nhẹ, chưa có dấu hiệu giảm mạnh ha. Nếu nó giảm mạnh thì giá Bitcoin trên sàn nó sẽ tăng. Bởi vì sao? Bởi vì là không có nhiều Bitcoin dự trữ ở trên sàn và khiến cho cái nguồn cung nó bị cạn kiệt. Cho nên là chúng ta thấy được là cái lực cầu nó đẩy lên dễ hơn là cái lực cung ha. Lực cầu nó đẩy giá lên mạnh hơn. Tiếp theo sẽ là cái tình hình số lượng Bitcoin được nạp lên những cái sàn spot, là những cái sàn giao ngay ha. Thì hôm qua là một ngày được rút ra tầm hơn 1.000 Bitcoin, cho thấy được là cái lực mua cũng như là cái lực cung nó không có còn nhiều, và lực cầu nó mua nhiều và nó rút về ví cá nhân của nó rồi. Theo cái tình hình ví spot này, chúng ta xem về quá khứ, chúng ta thấy được là chúng ta sẽ tránh được những cái pha xả hàng này. Khi mà giá của Bitcoin nó đâu đó tầm 58.000 đô thì có một cái lượng lớn Bitcoin được nạp lên sàn, tầm hơn 30.000 Bitcoin vào các cái ví giao ngay như thế này, và nó xả một phát là rớt luôn ha, rớt luôn, mạnh luôn. Và khi mà nó pump một lần nữa lên đây thì có một số lượng lớn Bitcoin được nạp lên những cái ví giao ngay, và sau đó thì giá của nó cũng giảm ha. Theo dõi những cái tình hình data on chain ở trên những cái sàn spot này thì chúng ta có thể thấy được là chúng ta sẽ biết là hiện tại trong ngắn hạn thì những nhà đầu tư hiện tại họ đang và đã làm gì ha. Ok, tiếp theo sẽ là cái số lượng Bitcoin được nạp trên tất cả các sàn luôn. Thì hôm qua nó lại dương. Hầu hết mình nghĩ là cái khúc này nó chỉ nạp lên những cái ví phái sinh là nhiều, và nó dương cũng tương đối ít, chứ không có mạnh bằng cái hôm kia. Hiện tại thì hầu hết là nó nạp Bitcoin vào ví phái sinh ha. Có thể là nó dùng để trade margin, hoặc là sử dụng để mua altcoin, hoặc là sử dụng để sell ha, để bán. Và khi mà cái số lượng nó tăng á, chứng tỏ cho cái lực bán nó tăng, áp lực bán nó tăng. Số lượng còn đây là cái tình hình mà thợ đào họ nạp lên những cái sàn. Thì hôm qua thợ đào họ nạp rất là ít hơn gần gấp đôi, nó ít hơn một nửa luôn ha so với ngày hôm trước. Cho thấy được là hiện tại thợ đào họ vẫn đang có dấu hiệu là họ đã chững lại rồi, họ không muốn bán nhiều nữa. Đó là cái tình hình trong ngắn hạn ha. Và tình hình trong cái khúc này nè, nó không có bán nhiều bằng cái khúc này. Cái khúc này nó bán nạp lên sàn rất là nhiều và đi bán ha. Tình hình về cái open interest, đây là cái chỉ số mà tất cả các hợp đồng mở ở trên Fashion, thì chúng ta thấy được là hiện tại cái chỉ số nó đang dốc lên, cho thấy được là dòng tiền mới nó đang đổ vào cái thị trường Fashion. Và khi mà cái chỉ số này nó tăng lên, nó có xu hướng nó tăng, thì giá của Bitcoin nó cũng tăng. Bởi vì trong quá khứ thì chúng ta thấy được là khi chỉ số nó tăng lên này thì giá Bitcoin nó cũng tăng, bởi vì là nó
Khi mà có dòng vốn mới đổ vào thị trường cũng như là thị trường phái sinh á, thì số lượng hợp đồng mở, hợp đồng long hoặc là short được mở ra nhiều và nó nhộn nhịp và thị trường nó hưng phấn ha, cho nên giá Bitcoin nó sẽ thâm. Còn hiện tại thì chúng ta thấy được là nó vẫn có đà tăng nhưng mà nó chưa có tăng mạnh lắm, cho nên ta thấy được là đà tăng vẫn có thể trong ngắn hạn vẫn tăng được. Tiếp theo sẽ là tỷ lệ funding rate. Funding rate thì chúng ta thấy là hiện tại nó vẫn đang ở mức âm, cho thấy được là cái lực short, lực bán, các hợp đồng mà short vẫn đang được mở lên khá nhiều và chúng ta thấy chưa có dấu hiệu là nó break lên cái vùng dương này. Nếu nó break lên dương thì chúng ta thấy được là hợp đồng long được mở nhiều hơn và thị trường nó sẽ hưng phấn hơn ha. Tiếp theo sẽ là những cái số lượng Bitcoin được rút ra khỏi sàn Coinbase cũng như là Gemini trong hiện tại và quá khứ ở vào cùng một mức giá, đó là vùng mà tầm 30 cho đến 35 ngàn đô. Thì hiện tại chúng ta thấy được là lượng Bitcoin được nạp, được rút ra khỏi những cái ví Coinbase hiện tại nó đang rất ít hơn rất là nhiều so với tháng 1, tháng 2, 2021 ha, đầu năm nay. Và cho thấy được á, là cái nhu cầu mà người dân họ mua cũng như là họ muốn sở hữu, hoặc những cái nhu cầu muốn sở hữu Bitcoin của những người mà sử dụng sàn Coinbase á, nó ít hơn so với lại đầu năm ha, đầu năm 2021. Trên sàn Gemini cũng như vậy nè, chúng ta có thể so sánh nó ít hơn rất là nhiều so với lại cái khúc đầu 2021. Đây là số lượng Bitcoin được rút ra khỏi cái ví ví sàn và chuyển về ví cá nhân của họ ha, ví cá nhân của người dùng. Thì nó cùng một mức giá nhưng mà hiện tại so với đầu đầu năm thì nó ít hơn rất nhiều, cho thấy là nhu cầu nó đang giảm đi ha các bạn. Ok, và trước khi đi vào những nền data on-chain thì chúng ta sẽ đến với lại cái group Telegram team mình. Thì các bạn có thể tham gia với group Telegram team mình, thì có thể tham gia bằng cách là ấn một cái đường link mình để dưới phần mô tả ở mỗi video, nó sẽ có đường link Telegram group, các bạn ấn vào. Yep, nó sẽ đưa các bạn vào group Telegram team mình. Thì trên đây là có hơn 16.800 thành viên rồi. Và trên đây á, thì tối thứ bảy hàng tuần sẽ có một cái sự kiện đó là Coinfinity ATM. Thì trên có thứ bảy hàng tuần vào lúc 20 giờ ha, 8 giờ tối, và giải thưởng sẽ là 5 chiếc cạc điện thoại 100.000, và thể lệ là chúng ta sẽ tham gia trả lời trắc nghiệm ha, trả lời trắc nghiệm kiến thức về sự kiện trong cái sự kiện này để chúng ta có thể nhận được cơ hội là nhận 5 chiếc cạc điện thoại 100.000 ha các bạn. Ok, và ngoài ra chúng ta có thể vào cái group Telegram chat để trao đổi kinh nghiệm với nhau ha. Tiếp theo sẽ là cái tình hình giá. Thì giá Bitcoin hiện tại sau khi mà nó chạm lại cái vùng dần co ở trên công ngày á, thì nó giảm rất là mạnh trong hôm nay, và hiện tại nó đang đi trong một cái giai đoạn, đó là giai đoạn đi ngang của giá trong cái khung cái range là tầm 31 cho đến 41 ngàn ha. Cái này thì mình nói ở trong vài video vừa rồi. Hiện tại thì nó hôm nay thì nó chạm đúng cái vùng 35.600 và hiện tại nó đang giảm rất là mạnh, bởi vì đây trên khung ngày á, nó là một cái vùng dần co cho nên là nó chịu cái lực bán rất là mạnh trên này. Trước đó nó là một cái vùng dần co này, sau đó nó giảm mạnh, cho thấy đây trên đây có rất là nhiều người bán. Trên hôm 4 giờ thì cái trend hiện tại cũng vẫn là đang là một cái trend tăng rất là tốt cho Bitcoin trên hôm 4 giờ, bởi vì nó hình thành nên cấu trúc đó là cấu trúc đáy sau đó cao đáy trước và đỉnh sau nó cao đỉnh, đỉnh trước ha. Và hiện tại nó đang chạm về cái vùng giá hỗ trợ, đây cũng là vùng chuyển trend ha. Nếu như mà nó phá xuống thì chúng ta thấy được là hôm 4 giờ nó chuyển sang xu hướng giảm, còn hiện tại nó vẫn đang giữ cái xu hướng tăng ha, ở vùng 32.700. Nếu chúng ta thấy được ở đây, nếu có sự sideways, nó có sự tích lũy ở đây và nó bật lên thì chúng ta thấy là nó sẽ tiếp tục cái cấu trúc tăng và nó sẽ phá khỏi những cái vùng kháng cự phía trên ha. Tiếp theo sẽ là cái thị phần của Bitcoin. Hiện tại đi không tuần thì thị phần nó khả năng cao, nó sẽ tăng lên cái vùng 55% này nè. Giống như các cái số video trước mình đã có nhận định là khi mà có setup bullish như thế này á, khả năng cao nó thị phần nó sẽ tăng, và khi thị phần nó tăng thì chúng ta thấy được là thị phần Bitcoin tăng thì thị phần của altcoin nó sẽ giảm đi, bởi vì là Bitcoin nó lấy lại thị phần rồi, nó chiếm thị phần rồi ha. Và khi mà Bitcoin nó tăng á, thì nó sẽ tăng mạnh hơn altcoin, bởi vì là vốn hóa nó đang rút hết từ altcoin sang Bitcoin rồi, hoặc là rút ra khỏi thị trường rồi ha. Tiếp theo thì sẽ là cái vốn hóa của Ethereum, thì nó ngược lại, vốn hóa Ethereum nó giảm và khả năng cao nó sẽ giảm về đúng cái vùng 15 cho đến 16% này phía dưới này ha, hai cái vùng này. Bởi vì đây là hai vùng của Fibo cũng như là vùng kháng cự cũ, và nếu nó giảm mạnh hơn thì nó sẽ giảm sâu về cái vùng 11 đến 12% của Ethereum ha. Và giá của Ethereum nó cũng như vậy, nó giảm, một khi nó giảm nó sẽ giảm mạnh hơn của Bitcoin. Như các bạn thấy là cái nến trước của Ethereum nó giảm là một cái nến Marubozu có lực rất là mạnh luôn, còn cái nến trước của không muốn giờ của Bitcoin thì nó lại là một cái nến spinning top ha.
ha. Ok. Thì nói chung là hiện tại thì các cái nến của nếu chúng nói về short á, nó về bán khống thì ta sẽ bán khống Ethereum hoặc là những cái đồng altcoin. Còn long đánh lên thì chúng ta sẽ đánh Bitcoin ha, bởi vì là Bitcoin thị phần nó đang tăng rất là mạnh, cho nên khi mà nó tăng nó sẽ tăng rất là mạnh, mạnh hơn những cái đồng altcoin luôn. Và ok, thì mình thấy là hiện tại thị trường á, nó đang đi trong cái giai đoạn đi ngang của khung ngày, và trong khung 4 giờ thì nó đang là một cái trend tăng, xuống tăng, và nó chưa bị phá, cho nên là mình vẫn kỳ vọng nó sẽ tăng lên và nó chạm đúng vùng 42 là nó điều chỉnh, và nó nếu nó phá luôn thì sẽ tốt, rất là tốt cho chúng ta, cho những người hold Bitcoin cũng như là những on the top ha. Và ok, video này của mình đã kết thúc, và xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy dành 5 giây để like, subscribe và nhớ comment phía bên dưới video này những cái đồng altcoin mà các bạn cần mình phân tích để mình phân tích ở những cái số video altcoin tiếp theo ha. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các số video tiếp theo.